Với kênh video Điện Máy Cường Linh, hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy sới đất chạy dầu Trâu Vàng 178 cho khách từ Phú Thọ. Đang tiến hành bàn giao. Khách thì lấy phay này, bánh lồng và bột bừa. Đấy, đây là phụ kiện khách lấy. Xong rồi chạy ngã tệt đi. Mẹ xong còn đấy, xong còn đuổi chà thì bây giờ ta phải tiến 3 số 1 lùi ạ. 4 số. Cái này 3 tiếng 1 lùi đấy. 3 tiếng 1 lùi. Vâng. Không mo nữa. Đấy mo thì là 5 4. Cái số này cho chân trống. Cái quặp lên phát là đấy, gắn này. Con này đây mai. Càng có tuổi càng phải mua máy gọi, làm nó mới nhàn được. Nay mai chú có mẹ xong đây người mua mà. Vâng. Bây giờ nổ con mua. Ai bà mua rồi kìa. Thế thì phí em xin tí. Xong em chạy ra mua. Có ít. Sợ ít đi. Tí thêm nổ cũng được thôi. Nổ thôi. Cái tha hồ từng đấy. Đâu khách lấy hai con, một con 178 này, một con 173 đây này. Con 173 nhìn thanh thoát hơn. Không, nó khác nhau cái động cơ thôi chú ạ. Động cơ nhìn cái tướng nó to hơn. Cái đầu 178 nó to hơn. Còn về các đúng rồi. Khác nhau cái đầu nổ thôi mà. Ra dầu thì sao này? Cái đấy là đầy quá. Phải đầy quá em. Đầy quá đấy. Đầy quá rồi. Mình nghiêng là nó ra mà. Nghiêng quá nó đổ ra. Cái này ra dầu thì có cái phớt chuyển hướng này. Chắc phớt rồi, phớt. Không sao cả. Đấy là nó kiểu nghiêng ấy, chỗ này nó đầy này. Nó có nút thở ra. Có nút thở đây này. Vâng. Một lỗ thở đây này. Đấy, nó nghiêng là nó chạy ra mà. Cái này cần số nó đâu? À, cần số nó đang ở đây. Đây rạch. À, cái con nổ máy lên nó lại chạy đuổi chả được. Đâu? Phải về thấu châu vàng về vùng này. Về vùng này thì bọn ne ve cái khóc. Cái này làm mình ấy. Thế không à. Mai kia bỏ mẹ ấy đi làm con motor điện nó chạy phát hú tư luôn. À đây ạ. Trâu vàng đây à. Hằng trâu vàng đấy cậu. Vô trâu vàng. Vàng chưa? Nó chới luôn. Nhưng mà con này giật sẽ ấn vào nó mới chạy mới lùi ạ. Số lùi nó phải đẩy vào, nó có lò xo bên trong ấy. À. Vâng, đẩy vào nó mới vào số lùi được. Nó an toàn. Con này lốp đặc thế này thì lốp đặc đấy. Bọn xăm nhịn rồi. Mấy khi đã học được lốp đó. Bọn Minh Phong mua ấy à, mua xăm lốp hơi mẹ thủng. Lôi thủng ngay, gai thủng ngay. Đi thủng liên tục nhưng mà lốp nó to hơn. Lốp hơi thì nó dày hơn, nó to hơn. Nó to hơn này. Này đi vào đá vỡ pha. Cái này sao vỡ? Đặt sao vỡ? Con này chở được nặng không? Khoảng 5 đến 7 tạ là chạy được. Vâng. Chắc chắn sẽ khỏe hơn bánh bọn thằng. Nói mày. Xong lắp xe. Tạo là camera. Dạ. Tạo là camera. Xong bảo là lắp xe kéo này thì lắp đường phải cắt bỏ đi. Cắt bỏ đi lắp cục này thì này. Mình đóng thùng kéo mình bỏ vào sau. Bỏ cái gì à? Bỏ cái nhích ga lên kìa, nhích ga tí nữa bác ạ. Cho ga tí. Cái này dưới Văn Tết phải test thử hết rồi. Vâng. Giàu nhất các thứ đổ hết rồi. Không phải đâu. Đó là lỗ thử này anh này. Cái này bác mở đấy là biết thử này. Nghiêng nó thở chạy. À, có lỗ thở đấy ạ. Lỗ thở có lỗ thở chứ. Có gì đâu. Nước nó vào chết. Vâng, cái phải có lỗ thở chứ. Đây là dầu ấy à? Đây là dầu bên này dầu hộp số à? Đây là dầu hộp số này. Dầu hộp số. Hai bên nữa dầu hộp số này. À, hai bên đây hộp số đấy. Đấy. Cái dầu máy điện đấy. Yêu cầu lên đấy. Dầu cầu đây. Đây cầu đây họ phải cho nó xả lại dưới này đi. Rồi xả dưới này còn dầu nó xả đây. Đấy, chuyển hướng giờ nó mang ra đằng sau rồi đấy. À, nó tiện hơn. Với là nó bền hơn đấy. Đấy nó hỏng phớt. Cái này dưới thoải mái. Cái vừa thì thôi rồi. 17 này 18 này quen rồi đi số 3. Ôi giời, chạy ra. Số 2 nó ốm đây còn đang bảo. Mấy nó theo nó à. Số 3 đang bảo đấy. Quen đi số 3 nó nhanh lắm. Bọn nó vào mẹ có mẹ ngã tệt đi. Con vừa mình xử lý là mình vay xong phải già là mình lấy con này à? Vì con này nặng. Con này chị phụ nữ theo được. Đấy phụ nữ theo được. Đấy từ chú làm là phải cho về số 0 trước đi. Đấy, cho đến mình để ý về số 0 đấy. Ga chú phải nhích lên. Chú cháu chỉ chú này. Theo cái ga lên đây nhá. Đấy. Thế là đấy một chân đấy. Đấy, giật lên giật sang bên này này. Phải không ấy là nó à? Không biết này. Phải le mới nổi chứ. Từ từ nó phải đè vì phải dứt khoát. Đúng rồi, con 173 nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà mình giật dứt khoát là được. Giật dứt khoát nó phát một rồi. Quyết này, cái này giật dứt khoát cái là nó phát một luôn đấy. Giật quen rồi nó dễ. Chắn bùn có. Cắt luôn chồng đi. Cái nào chồng đi. Tiện lên cắt luôn. Được hai cái chắn bùn hai bên. Đầy đủ luôn. Máy sau khi lắp tấm chắn bùn lên. Cái đấy mà nó bới là nó của mình bới là nó bắn lên người mình cho quay dài vào quay kia. Nó khác còn cái bọn cũ là cái này nó cục không nha. Cái này lắp xem này. Đấy, cái đấy là tấm chắn mở rộng. Đúng rồi, cái kia nó vênh lên. Mấy kia mua camera xong rồi giờ thấy cháu giao cháu vào một bên rồi đấy. Thì có mua lại để bắt rủi con này coi. Bán rồi, camera nó chả ăn lắm. Bây giờ bán lại mua, lại mới mua. Không. Thì cháu vào một bên. Cái đấy giờ bán sắt vụn thôi. Máy kia bộ hành mệt lắm. Máy tàu cái đây có 10 triệu. Bộ hành này. Vâng. 10 triệu. Máy tàu phòng sau khổ, không có đồ mua. Mệt lắm. Cái này là hàng Việt 100% đấy. Hay là máy nhập khẩu. Cái này thôi, động cơ nhập khẩu. Việt Nam mình đã ăn được động cơ thì nhập bên Nhật hơn. Cứng chưa đi mới đến đi đang đi học rồi hay đi rồi chưa chúng ta học à. Covid này là gì đấy ngon rồi đang làm ở công ty người Nhật mỗi tháng được đúng 2 triệu thì muốn học việc đủ ăn chưa đủ ăn vẫn phải gửi tiền cho mẹ gửi cho con mấy triệu. Nào mới phải gửi tiền á. Cháu nó đấy, vẫn còn phải học mà. Đi học công ty nó tài trợ cho thêm có 2 triệu thôi. Nó vừa học vừa làm. Kéo xe là... Đây nó có ga phụ được. Cái đấy ga cái đấy là ga phụ. Nhưng mà không dùng đến nơi được. Không dùng đến cái kia. Vâng, chứ ga tay ra. Cái này như kiểu cái đầu nổ D ngày xưa ấy. hoặc là và cái này nhiều khi mà mình tháo cái đầu ra không mình làm cái gì đấy nặng chưa quen, đúng rồi, rất nặng hơn cái máy 173 178 khỏe hơn, nặng hơn, ra đấy nó sắc nhiều hơn, nó khỏe hơn, ừ, nó sức y nó cao hơn. Đã già rồi lấy cái nhẹ thì chả lấy. Ông như này là cháu mà lấy cháu cũng lấy loại này. Nó khỏe. Khỏe cho mình cứ theo không, bây giờ theo không mới là quan trọng. Đến đâu mình khỏe, mình chạy trước. Nó bảo là thôi cái cỡ mày. Thằng giờ ở đây nó mua cái máy. Nếu mà máy chạy con 178 chỉ được một vòng này ngồi tẹp ít. Ngồi mẹ. Thở đầm bờ thôi. Nó đâu chưa quen thôi, quen nó vậy mà, quen nó cũng phải lắm. Săn là cái áo mưa rồi.